Các bạn thân mến, hôm nay mình và các bạn cùng sửa TV Sony, cắm điện vào, mở máy, cứ hiện chữ Sony rồi là tắt. Đây mình quay gần các bạn xem nha. Đó, nó cứ lên chữ Sony rồi nó tắt nha các bạn. Sau khi tắt mở vài lần rồi cái đèn nguồn sẽ chớp 6 lần nha các bạn. 6 nhịp. Đã mở ốc xong, bây giờ mình sẽ mở nắp TV ra nha các bạn. Sony thì cái cục nguồn nó sẽ làm cục rời ở ngoài rồi các bạn. Thành ra duy nhất trong máy chỉ còn một bo xử lý hình ảnh và âm thanh thôi các bạn nha. Và với hiện tượng của TV này thì mình dự đoán là nó bị hư cao áp các bạn. Có lẽ là bây giờ mình sẽ mở ra mình kiểm tra cái led trước nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái bo ra ngoài. Rồi, các bạn lột luôn cái miếng giấy bạc này ra các bạn. Rồi, gỡ cái dàn ốc dưới rồi các bạn sẽ gỡ cái miếng sắt này lên. Nó dán mấy miếng băng keo vô để nó giữ mấy cái dây đó các bạn. Gỡ ra rồi mình sẽ gỡ ra ngoài. Rồi, gỡ luôn hai cái bát sắt này ra nha các bạn. Hai bên nó có hai miếng. Với cái bệnh này thì mình kiểm tra led trước nha các bạn. Mình dự đoán là nó bị đứt led đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cạy cái vỏ nó ra các bạn nha. Ở đây nó còn có hai con ốc giữ cái miếng sắt để kẹp cái màn hình lại các bạn. Mình gỡ hai cái con ốc này để mình gỡ cái miếng sắt này ra luôn các bạn nha. Rồi, mình sẽ gỡ nhẹ nhẹ cái miếng sắt này ra nha các bạn. Rồi, tới cái phần tiếp theo, nó sẽ có một cái bẹ dây nối lên cái banner các bạn. Cái miếng để nối với cái bo mạch đó. Thì khi các bạn tháo màn hình, các bạn phải cẩn thận cái phần này nha các bạn. Các bạn phải cố định nó. Đó, mình gỡ ra, mình sẽ để nó lên trên màn hình luôn các bạn. Chứ các bạn để cái nó cứ toàn ten một hơi, nó sẽ bị đứt cái miếng này là coi như là bỏ màn hình đó. Đó, các bạn sẽ uống lên trên màn hình luôn. Và mình sẽ dùng một miếng băng keo các bạn, mình dán sơ nó lại cho nó đừng có sụt sịt đó. Đó, các bạn dán dính vào màn hình cho nó cố định, cho cái miếng này nó không có xê dịch đó các bạn. Các bạn phải cẩn thận cái phần này nha. Rồi tiếp theo mình sẽ dỡ cái màn hình lên, rồi mình sẽ bưng cái màn hình qua một bên nha các bạn. Các bạn bỏ qua một bên ra thật sạch để tránh bụi. Và đây là dàn led của TV các bạn.
Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái bo mặt vào, mình thử cái bóng đèn led nha các bạn. Đối với các bạn thợ chuyên nghiệp thì có khi người ta dùng cái bộ thử led, còn đây mình sẽ cắm cái bo của chính tivi vào các bạn. Các bạn chỉ cắm cái dây led vào thôi, rồi các bạn cắm nguồn vào đó, thì cái dãy led nào nó sáng là nó còn cái dãy led nào nó không sáng thì nó hư nha các bạn. Như cái này thì nó sáng hai dãy trong, còn cái dãy bìa ngoài nó không sáng các bạn. Vậy là nó bị hư cái dãy led ở mấy trên đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ mấy cái chốt nhựa này ra. Rồi bây giờ mình sẽ lột cái miếng giấy này lên nha các bạn. Miếng giấy trắng để nó phản chiếu ánh sáng đó, các bạn lột lên thì các bạn sẽ thấy nó có 3 dãy led ở dưới các bạn. Và đây là 3 thanh led của tivi các bạn. Đó, thanh này bị hư bóng các bạn. Và bây giờ mình sẽ dùng cái đồng hồ mình kiểm tra các bạn nha. Mình để chế độ R=1 đo ohm các bạn. Vì bóng led này là led 3V nha các bạn, nên các bạn dùng đồng hồ này các bạn đo cũng biết. Bóng led này các bạn đo phải đúng chiều nó mới sáng nha các bạn. Nếu các bạn đo không đúng chiều thì các bạn xoay chiều lại. Và ở trên cái thanh led nó sẽ có những cái điểm để thử các bạn. Đó, những cái điểm để mình chấm đồng hồ vô mình thử các bạn. Đó, các bạn chấm vào sẽ thử đúng chiều nó sẽ sáng các bạn nha. Và bây giờ mình chấm thử nha các bạn. Đó, các bạn phải chấm đúng chiều thì nó mới sáng nha các bạn. Vậy là cái bóng này vẫn còn tốt nè các bạn. Đó, cứ tương tự như vậy mình sẽ thử mấy cái bóng tiếp theo các bạn ha. Nó là một dãy led nối tiếp thôi các bạn. Cái bóng này nó nối tiếp bóng kia thôi. Đó, cái dãy bóng này là còn tốt nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ thử cái thanh led không sáng hồi nãy các bạn. Thật sự ra thì cái thanh led này nó là nhiều bóng nó nối tiếp lại các bạn. Nó chỉ đứt một bóng là không sáng cả thanh luôn nha các bạn. Mình gỡ ra ngoài đo cho nó dễ các bạn nha. Đây, bóng này là sáng rồi các bạn. Đây là cái thanh led không sáng hồi nãy nha các bạn. Mình nhắc lại các bạn là chỉ cần một bóng nó không sáng là nó không sáng nha các bạn. Tại vì nó nối tiếp nhau, một bóng không sáng là cả thanh nó không sáng. Đây là cái bóng cuối cùng không sáng các bạn. Nhưng vì cái bóng cuối cùng á là nó nối với một cái điểm ở nơi bắt đầu bên đầu bóng bên đây các bạn, nên các bạn phải đo kỹ nha. Rồi mình kiểm tra mình thấy cái bóng cuối cùng này không sáng.
Bây giờ mình sẽ cậy cái nắp nhựa ra, mình sẽ thay cái bóng led này nha các bạn. Có rất nhiều cách thay nha các bạn, mỗi một bàn thờ thay một kiểu khác. Có người thì người ta sẽ cưa một cái bóng led khác, người ta dán qua, người ta hàn hai cái dây vào. Còn ở đây mình sẽ thay cái bóng led này các bạn ha. Các bạn cạo hai bên cái chân led đó các bạn, nó sẽ ló ra cái mặt đồng. Rồi sau đó các bạn sẽ chấm chì vô thì nó nóng, rồi các bạn sẽ gỡ cái led ra rất là dễ. Thay led này thì nó cũng có mấy cách các bạn nha. Cách đơn giản và nhanh nhất là mua đúng cái thanh led mới của cái tivi này thì các bạn cắm vào là xong. Thì cái đó cũng không còn gì để làm nữa, cũng chẳng còn gì để nói. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thay cái bóng led. Còn có nhiều người thì người ta sẽ cưa một miếng led khác, người ta hàn hai dây qua cái bóng này rồi người ta định nó sát lên đó các bạn. Còn mình ở đây là mình hướng dẫn các bạn thay cái bóng led. Nó bị đứt, các bạn gỡ nó ra và các bạn thay cái bóng led khác vô ngay vị trí cũ. Rồi mình cạo đây ra nè các bạn, cạo hai bên chì của cái bóng led á. Rồi các bạn sẽ chấm chì vô, nó nóng các bạn sẽ gỡ bóng led ra. Rồi các bạn sẽ gạt chì cho nó đều, rồi các bạn sẽ lấy cái bóng led mới để đúng chiều con chì nha các bạn, rồi các bạn chấm lại là xong. Và đây mình đã hàn rồi nè các bạn. Cái đầu chì nó hơi bự, có thể các bạn chấm chì gạt bỏ đi chút xíu để nó khỏi cấn vào cái nắp nhựa kia các bạn ha. Rồi bây giờ mình thử cho các bạn xem nha. Đó, sáng rồi các bạn. Do cái bóng này là bóng cuối nên cái điểm cuối của nó sẽ là cái điểm đầu của cái thanh led bên đây nha các bạn. Đó, nó có một điểm bên đây nữa. Thì các bạn chấm được điểm bên đây với cái điểm cuối bên đó thì nó sẽ sáng bóng led cuối này các bạn nha. Đây, đó, mình chấm một cái điểm cuối với một cái điểm ở trên này các bạn, nó sẽ sáng cái bóng led cuối. Rồi bây giờ mình sẽ lấy keo các bạn, mình chấm một tí vào cái nắp này, mình sẽ dán các bạn canh cho nó ngay giữa cái bóng led á. Rồi các bạn dán nó lại, dán keo lại, đợi bóng nó khô rồi các bạn sẽ lắp hà nha. Rồi bây giờ mình lắp lại nha các bạn. Đây là cái bóng led của nó đó các bạn, bóng led mình thay á. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái miếng giấy này lên cho nó ngay mấy cái vị trí, mấy cái lỗ mà nó cố định cái chốt nhựa hồi nãy các bạn. Rồi mình sẽ gắn cái chốt nhựa lại. Rồi bây giờ mình cắm điện thử nha các bạn. Rồi, sáng hết rồi các bạn. Đó, tất cả các bóng led đều sáng hết rồi, ok rồi các bạn. Nó sáng lên một tí rồi nó tắt, đôi khi nó chưa có cái màn hình đó các bạn, nó sẽ bị vậy. Rồi bây giờ mình sẽ nhét mấy cái chốt nhựa lại cho nó giữ cái miếng giấy này lại các bạn nha. Ở TV Sony thì nó vừa giữ miếng giấy mà nó vừa giữ luôn cái thanh led đó các bạn, mấy cái chốt nhựa này. Giống như lúc mở ra thì bây giờ các bạn ráp lại thì các bạn cũng ráp thứ tự y như cũ các bạn nha. Khi ráp vào hay khi mở ra thì các bạn cũng phải hết sức cẩn thận vì cái màn hình mỏng này nó cũng rất dễ bị hư các bạn. Và mình đã ráp lại hoàn chỉnh rồi các bạn. Bây giờ mình mở lên thử cho các bạn xem nha. Rồi máy đã khởi động lên tốt rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho tín hiệu vào nha các bạn. Rồi, vậy là mình đã cho tín hiệu vào và hình ảnh cũng rất là đẹp các bạn, rất là ok.
ngay chỗ bóng led mình thay mình cảm nhận là nó hơi sáng hơn một tí xíu ấy các bạn. Để ý kỹ thì các bạn mới thấy. Có thể các bạn mở ra cân chỉnh lại nha các bạn. Có thể mình thấy cái bóng led nó sáng hơn bóng led cũ một chút, thì mình mở ra mình thay bóng khác hoặc cân chỉnh lại. Và bây giờ thì TV đã chạy ổn định rồi các bạn, rất là ok. Như vậy là mình và các bạn đã cùng thay được cái bóng led của TV Sony 32 các bạn nha. Cái hiện tượng của nó là nhả lên rồi tắt, rồi nó nhịp 6 nhịp, 6 chớp đèn đỏ các bạn, rồi là nó bị đứt bóng led đó các bạn. Rồi mình đã thay led thành công rồi các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn. Xin chào các bạn.